Nhiều lợi ích của cà phê đen với sức khỏe. 1. Giảm cân. Cà phê đen, đặc biệt là loại không đường, đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy calo trong cơ thể. Đồng thời, cà phê đen cũng giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, dẫn đến việc tiêu thụ ít calo hơn trong ngày. 2. Tăng khả năng tập trung và năng lượng tích cực. Cà phê in kích thích sản xuất nhiều chất dẫn truyền thần kinh như dopamine, serotonin và noradrenaline, có liên quan đến cảm giác hạnh phúc, vui vẻ và tập trung, tỉnh táo. 3. Làm sạch hệ thống tiêu hóa. Bằng cách kích thích thải các chất thải khác nhau trong cơ thể, cà phê có thể giúp làm sạch hệ tiêu hóa khỏi các vi khuẩn, do đó ngăn chặn một số ký sinh trùng gây bệnh phát triển. 4. Giúp ngăn ngừa ung thư. Một số nghiên cứu cho rằng, uống cà phê đen không đường có thể bảo vệ chúng ta khỏi nhiều loại ung thư. Theo đó, uống khoảng 4 tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới xuống 20% và ung thư nội mạc tử cung ở phụ nữ là 25%. 5. Giữ cho trái tim khỏe mạnh. Những người uống cà phê đen không đường nhận được giá trị từ hàm lượng caffeine, giúp kích thích và duy trì nhịp tim đều đặn, từ đó kiểm soát lưu thông máu ổn định. Đồng thời, caffeine cũng thúc đẩy sự trao đổi chất, ngăn chặn chất béo và cholesterol làm tắc nghẽn động mạch, giúp giảm tỷ lệ bị đột quỵ và đau tim.